tiết lộ cho bạn một cái phương pháp ứng dụng hấp dẫn chỉ tốn 10 giây mỗi buổi sáng, nhưng giúp cho bạn đạt được mọi mục tiêu bạn mong muốn. Bạn có biết không? Bạn hãy chuẩn bị cho Lý một cây viết và một tờ giấy. Bạn hãy ghi xuống tất cả những trong cái tờ giấy những cái mục tiêu mà bạn mong muốn đạt được ở dạng câu khẳng định tích cực. Ví dụ, bạn viết xuống giấy của mình: tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn vì ngày hôm nay là một ngày tuyệt vời. Tôi có bao nhiêu khách hàng tự động gõ cửa mua hàng. Tôi có bao nhiêu tiền lợi nhuận chảy vào tài khoản của tôi. Hôm nay tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn tôi có một cái sức khỏe hoàn hảo. Hôm nay tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn vì tôi có một cái gia đình hòa hợp. Con cái tôi thông minh thiên tài. Bạn hãy thực hiện điều này liên tục trong vòng 21 ngày. Khi bạn ghi xong, hãy để tờ giấy ở nơi nào mà bạn dễ nhìn thấy nhất, ít nhất là 10 đến 20 lần trong một ngày. Hoặc là bạn có thể bỏ vào trong ví của mình. Và hãy nhớ là để cho mình nhìn thấy liên tục. Phương pháp này được gọi là phương pháp 2 trong 1. Thứ nhất, có thể là thay đổi được cái tư duy của mình. Thứ hai là bạn sẽ lập trình lại cái hệ thống tư duy niềm tin mới trong tiềm thức của bạn. Nó sẽ giúp cho bạn trở thành cách thổi nam châm, thu hút tiền, thu hút khách hàng, thu hút những cái điều may mắn đến với bạn trong ngày và nhiều ngày tiếp theo. Và lưu ý, để đạt được cái kết quả mà bạn hãy thực hành liên tục trong vòng 21 ngày tới để đảm bảo được kết quả vô cùng vi diệu và nhiệm màu. Và nếu như bạn muốn biết thêm nhiều phương pháp ứng dụng được hấp dẫn thì hãy nhấn vào link bio bên dưới avatar của Lý. Hãy follow kênh của Lý để học được nhiều cái phương pháp hiệu quả hơn nhé.